Luôn muốn đổi mới mình nên trong ngày phúc khảo, cô bé đã tự đệm đàn và thể hiện một ca khúc đòi hỏi nhiều sự lý khó. Hôm nay các con đã làm mà chú rất là thất vọng. Các con nên nhớ, biết đàn và đàn được là hai cái khác nhau. Không phải mình muốn đàn gì mình đàn đâu, mình đàn là tự hại mình thôi. À, con vui lòng chọn ca khúc nào đó gãy gọn, xúc tích, nghe dễ hiểu. Về tiết mục đánh đàn piano thì về piano em bị trục trặc số, gọi là em tự học nên là cái việc đánh piano em vẫn chưa tự tin lắm. Em phải rút kinh nghiệm lần sau. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my hands. Only silence at its ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can't take everything.